Didi, người khổng lồ của Hollywood và sức mạnh thao túng sau ánh hào quang. Didi không chỉ là một rapper đình đám, mà còn là một trong những người quyền lực bậc nhất tại Hollywood. Với tầm nhìn vượt ra ngoài âm nhạc, Didi đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ thời trang cho đến đồ uống, từ truyền thông cho đến các bữa tiệc xa hoa, ông đã xây dựng một đế chế vững chắc trong thế giới giải trí. Năm 1998, Didi cho ra mắt thương hiệu thời trang Sean John, đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình kinh doanh ngoài lĩnh vực âm nhạc. Trong ngành đồ uống, ông hợp tác với Diageo để phân phối rượu vodka Ciroc, nhanh chóng biến nó trở thành một trong những thương hiệu rượu cao cấp hàng đầu tại Mỹ. Thỏa thuận này không chỉ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ, mà còn giúp Didi khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp đồ uống có cồn. Đến năm 2023, Didi tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng khi thành lập Revolt TV, một kênh truyền hình cáp chuyên về âm nhạc và văn hóa. Kênh này trở thành sân chơi cho những nghệ sĩ trẻ và các nội dung âm nhạc độc lập, góp phần định hình xu hướng mới cho thế giới giải trí. Với các thành công liên tiếp trong kinh doanh, Didi đã nhiều lần được Forbes vinh danh là một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Tuy nhiên, sự nổi tiếng và ảnh hưởng của Didi không chỉ dừng lại ở khía cạnh tài chính. Ông là một người kết nối tài ba, thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher và nhiều tên tuổi lớn khác. Những sự kiện này không chỉ là nơi giải trí mà còn là cơ hội networking quý giá cho những người có tầm ảnh hưởng trong ngành giải trí. Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, Didi còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện. Ông thành lập quỹ Syncoms nhằm hỗ trợ giáo dục và phát triển thanh niên, trao học bổng và tài trợ cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận. Ông cũng đã giúp nâng đỡ nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có Justin Bieber, từ một chàng trai hát cover trên YouTube dưới sự dẫn dắt của Didi, đã trở thành hoàng tử nhạc pop, lừng danh thế giới. Với một đế chế mạnh mẽ, quyền lực và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, không khó để hiểu vì sao Didi có thể thao túng cả giới giải trí Hollywood một cách dễ dàng.